Hello mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi dạo quanh cánh đồng lúa ở trên quê của mình. Rất lâu lắm mình không đi dạo cánh đồng lúa các bạn. Mình sẽ dẫn cho các bạn tới cái chỗ mà bà con chưa gặt nhé. Chỗ này là mình nghĩ là chắc là lúa sẽ rất là đẹp. Các bạn, mình đang đi mà mình thấy cái trò chơi mà ngày xưa mình cũng hay chơi ở đây. Ở đây đúng là cái chỗ mình ngày xưa mình hay chơi. Mình sẽ quay cho các bạn xem mấy đứa nhỏ hồi trước nó làm. Thằng nhỏ này này. Đấy, nó làm cái gì không biết nữa. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Đây các bạn có thể xem từ xa đây. Đấy, gọi là cầu thang đi lên nha. Đây là suối. Nó làm thủy điện hay sao á. Mình sẽ quay cho các bạn từ trên cao nhìn xuống. Đó là công trình thủy điện rất là lớn của mấy đứa nhỏ. Các bạn xem đằng sau mình. Đây là lúa các bạn. Lúa rất là tốt nha. Đấy, hôm nay mình từ nãy giờ là mình đi gãy bẫy các bạn. Và kết hợp mình đi quay luôn. Lúc mà gãy bẫy hồi nãy là mình không quay, mình do mình không cầm camera. Hồi nãy vừa mới cầm đi nhá. Đây lúa rất là tốt nha các bạn. Thưa các bạn, đây là lúa rất là thơm các bạn. Thơm thật đấy. Lâu lắm mình không được nghe mùi thơm này các bạn. Một phần do công việc mình không được đến mùa gặt là mình rất là ít được về các bạn, cho nên là rất là ít đi nghe được mùi thơm này. Đã ngửi mùi thơm rất là thơm nha. Nhớ cái thời mà còn làm lúa rồi. Đó, mình sẽ mời các bạn ăn thử bằng mình gạo thơm nha. Rất là thơm. Thưa các bạn, nói đến mùa lúa chín thì mình rất nhớ mùi thơm. Mùi thơm của tuổi thơ. Mỗi lần đi học về thì mình mau chạy để mình đi tìm cái mùi thơm này. Ở đây rất là thích không gian này. Nhìn rất là đẹp luôn nha. Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi chỗ mà cái đồi cỏ các bạn. Mình nhìn từ xa từ nãy giờ là mình thấy có một cái đồi cỏ rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn lên đó chơi. Hôm nay đi review mà các bạn. Mình có thể review cái này cái kia. Mời các bạn đi theo mình nha. Đây cũng là buổi tối rồi. Bây giờ là 6 giờ chiều các bạn. Là mình thấy trong phim chắc nó còn sáng một tí. Xin mời các bạn đi theo mình nha. Đây là đường đi lên đồi mà trên có cỏ các bạn. Mình thấy cái đồi này từ xa mình thấy rất đẹp nha. Các bạn thấy đằng sau mình các đồng lúa từ nãy giờ mình đi ấy, rất là đẹp luôn. Các bạn thấy nó giống như ruộng bậc thang các bạn ấy. Bây giờ mình sẽ lên đồi này, cái đồi cỏ. Mình thấy từ nãy giờ rất là đẹp nên là giờ mình lên khám phá xem nó như nào. Đây là mình chuẩn bị lên đồi cỏ các bạn nhé. Đó. Mà thấy cái đồng này. Cái này gọi là đồi cỏ người ta chưa làm nha các bạn, chứ không phải là cỏ tự nhiên. Đúng rồi, cỏ tự nhiên chứ, quên. Mình nói lung tung quá. Bây giờ các bạn, bây giờ mình mới thấy ở quê hương của mình buổi tối nó rất đẹp các bạn nhé. Và đằng sau đó là thôn Văn Ra nha. Bây giờ mình lên đây mình mới thấy nó rất là đẹp. Đó, cánh đồng lúa này, bên kia là làng các bạn nhé. Đó, các bạn thêm. Nhìn ở trong phim nó nhìn khác hẳn các bạn nhé. Đấy. Ở đây là cánh đồng lúa này. Đây là trên rẫy cà phê nha mọi người. Hồi nãy là mình review các bạn, đây là cánh đồng lúa hồi nãy. Đấy. Các bạn xem. Đây là làng con mreng các bạn nhé. Bên này là làng con mreng này. Đó. Đây, bên này là làng Văn Ra đây. Là làng Văn Tó, làng con Ra bên này. Đấy.
Ở đây các bạn, đây là cỏ mà mình nói từ nãy giờ. Ở trên này nó có một cái đồi cỏ. Đồi cỏ này là hơi nhỏ, là mình cũng hay làm cách như này để mình kéo các bạn. Cỏ này nè, móc với nhau. Móc thử đi. Làm đi, thằng cô làm đi. Móc này, rồi, ai thua đó. Rồi à, mình cắn là mình ăn này các bạn. Đó là kỹ thuật đấy. Phải làm cái mẹo mình cắn vừa vừa thôi, chưa là mình đấy, các bạn thấy mình làm từ nãy giờ nó không đứt lại đi đấy, làm hai lần luôn nhỉ. Mình từ từ nha, 1 2. Ui lần này mình vẫn chưa đứt, thấy không? Đó là nghệ thuật các bạn nhé. Thằng cu này là chưa có nghệ thuật đâu. Thưa các bạn, đó là một nghệ thuật nhá. Mình làm mà mình phải có mẹo. Nghệ thuật là mình thấy từ nãy giờ là thằng cu làm hai lần, mình chấp nó hai lần luôn. Bây giờ mình vẫn chưa đứt, bây giờ là làm lần thứ ba nha. Bây giờ nha các bạn, hãy học hỏi của mình, nó gần đứt rồi các bạn đó. Các bạn xem này, bây giờ là xem nữa đây, một lần nữa đi. Bây giờ là lần thứ ba các bạn nha, xem như nào. Đấy, móc móc đi. Đó, đây là lần thứ ba các bạn. Thấy không? Đây là lần thứ ba. Lần thứ ba mình vẫn thắng nha. Đó là cái mẹo ấy. Thôi chắc bây giờ trời cũng tối rồi các bạn nha. 6:30 rồi các bạn. 6:30 tháng 10 là các bạn biết nó tối còn nào. Nhưng mà trong phim mình thấy nó vẫn đẹp. Bây giờ mình xin phép dừng video tại đây. Chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn thấy có tốt không? Và mình sẽ dẫn các bạn đi vào chỗ rừng khi nào mình có thời gian thật nhiều. Mình sẽ đi quay. Hôm nay do mình tranh thủ một tí thời gian để review, với lại mình để làm video để mình lưu lại kỷ niệm nhé. Mình còn có thời gian vui vẻ ngày nào thì mình tiếp tục review. Xin chào các bạn nhé. Xin chào. Bye các bạn.